Ngành thiết kế đồ họa là gì? Thiết kế đồ họa thuộc lĩnh vực nghệ thuật ứng dụng, là sự kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ thông qua các thủ pháp đồ họa, phần mềm thiết kế, kỹ năng thiết kế để truyền tải thông điệp bằng những hình ảnh đẹp, ấn tượng đi vào lòng người. Với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông và quảng cáo tại Việt Nam, thiết kế đồ họa đang trở thành một trong những ngành hấp dẫn giới trẻ, nhất là với những ai đam mê sáng tạo và thích làm việc trong môi trường năng động. Ngành thiết kế đồ họa học những gì? Theo học ngành này, sinh viên được trang bị kiến thức về nền tảng nghệ thuật và phương pháp thiết kế, các kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa, xu hướng phát triển các ứng dụng đồ họa trên thế giới. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng kết hợp giữa thiết kế với truyền thông, mỹ thuật, thương mại để đáp ứng tốt những yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo và giải trí hiện đại. Bên cạnh đó, sinh viên được tạo điều kiện để phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết, kỹ năng sáng tác và thể hiện, kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập. Học thiết kế đồ họa ra trường làm gì? Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc như sau: chuyên viên thiết kế, tư vấn thiết kế tại các công ty quảng cáo, công ty thiết kế, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, xưởng phim hoạt hình và truyện tranh, các tòa soạn, nhà xuất bản, cơ quan truyền hình, báo chí. Tự thành lập doanh nghiệp, các công ty thiết kế, dịch vụ studio, tư vấn giảng dạy tại các trường học, trung tâm, câu lạc bộ về thiết kế đồ họa. Học thiết kế đồ họa bạn cần những tố chất gì? Để học tốt ngành thiết kế đồ họa, bạn cần có những tố chất như sau: có năng khiếu về thẩm mỹ, nhạy cảm với cái đẹp và thích sáng tạo, kiên trì, nhẫn nại, cầu toàn, thích mày mò, sử dụng các phần mềm ứng dụng trên máy tính, có văn hóa sâu rộng, đam mê nghệ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực đồ họa. Ngành thiết kế đồ họa xét tuyển bằng hình thức nào? Để xét tuyển vào ngành thiết kế đồ họa, thí sinh nên cân nhắc đến đề án tuyển sinh của từng trường cụ thể có đào tạo ngành này để có chiến lược ôn tập hiệu quả. Ví dụ tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn hoàn toàn có thể vừa xét thi học bạ trung học phổ thông và xét theo điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vào trường. Vừa rồi là những thông tin về ngành thiết kế đồ họa dành cho những ai yêu thích và mong muốn lựa chọn theo đuổi ngành học này. Bạn có thể xem thêm những thông tin về ngành học khác bằng cách nhấp vào đường link bên dưới nhé.